Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến Bất Động Sản Vinhome. Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái chính sách bán hàng Grand World Hà Nội mà chủ đầu tư vừa ban hành ngày hôm nay, mùng 7 tháng 7 năm 2023. Thì trong quá trình đầu tư thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu để vận dụng cái chính sách bán hàng phù hợp với cái dòng tiền của chúng ta và các cái vị trí căn của chúng ta đầu tư, làm sao mà trong lúc đầu tư tham gia thì chúng ta tối ưu hóa cái nguồn lực tài chính, và nếu như chúng ta dùng đòn bẩy thì cũng làm sao cho nó phù hợp để mà chúng ta không lâm vào những tình trạng mà không cân được dòng, sau đó thì để những tình trạng như là phải có những cái thương vụ mà không thành công, hoặc cái rủi ro của chúng ta lại quá lớn, mất cân đối tài chính. Thì cái câu chuyện của cái Grand World Hà Nội thì chúng ta cũng sẽ thấy là sự chung tay, và đến thời điểm này chủ đầu tư ra hàng thì mình cũng đánh giá là thuận lợi, và với cái cách thức mà chủ đầu tư kết hợp với các cái ngân hàng đưa ra chính sách tài chính, chính sách bán hàng thật sự là hợp lý. Thì chúng ta cần nghiên cứu những chính sách bán hàng, chúng ta có những bài những cái lời giải cho chúng ta trong phương thức đầu tư thật sự là hiệu quả. Chính sách bán hàng nó gồm được khoảng 6 trang, thì mình cũng sẽ tóm tắt lại một số cái mà chúng ta, nếu các bạn cứ inbox cho mình thì mình gửi bản Word cho, còn mình phân tích qua đây để chúng ta cùng nhìn nhận. Một thì sẽ có cái là chương trình cam kết tiền thuê với cái shop house thương mại dịch vụ tại khuôn phu Grand World Hà Nội. Cái chúng ta nhớ là cái này là bất động sản dòng tiền kinh doanh khai thác vận hành, khác với bất động sản kia, hai cái nó cũng khác nhau. Đấy, thế và câu chuyện thì chúng ta cũng là làm sao kinh doanh khai thác dòng tiền được hiệu quả nhất và nắm giữ những vị trí. Thì cái chiết khấu cái chương trình cam kết tiền thuê này thì chủ đầu tư đưa ra ba cái sự lựa chọn. Một là bạn nhận khách hàng nhận hỗ trợ bằng tiền và đồng thời bàn giao lại cho chủ đầu tư. Có một đơn vị vận hành khai thác vận hành là Vincom Zithai, họ đảm bảo cái sự đồng bộ quy hoạch ngành hàng. Thế còn cái thời gian cái cam kết tiền thuê này thì nó sẽ thanh toán là 3 tháng một lần trong 30 tháng, và các bạn sau mỗi 3 tháng thì đâu đó là mình đánh giá là tháng ngày thứ có 3 tháng 90 ngày, thì trong đó nghiệm thu các cái thứ hồ sơ xong thì đâu đó một tháng sau chủ đầu tư thanh toán, thì như vậy chúng ta sẽ có 10 kỳ thanh toán. Và cái tiền cam kết tiền thuê này thì chủ tư đưa ra là 5%, với cái phương thức này 5% trên cái giá cái căn số của chúng ta, giá là giá chưa có thuế VAT nhé. Thế thì chúng ta sẽ chú ý cái phần này. Cái phần mà tiếp cái lựa chọn thứ hai là khách hàng không nhận khoản hỗ trợ bằng tiền nhưng mà cũng lại đồng thời bàn giao lại cho chủ tư hoặc đơn vị ủy quyền của chủ tư, thì cái chiết khấu này sẽ là 8%. Cái này cũng đặc thù riêng. Thế cái lựa chọn thứ ba là mình thường thì mình thấy là các bạn như này, bạn gắn với cái ngành hàng của bạn, hoặc sau bạn tìm được đơn vị kinh doanh tự kinh doanh, ví dụ như bạn bán quần áo thời trang thì bạn mua vào đây, bạn có cái thế mạnh về dịch vụ ăn uống ấy thì bạn sẽ mua vào đây, bạn đầu tư thậm chí cho những người bạn của chúng ta vào đây, thế thì bạn sẽ có cái này, thì bạn sẽ là cái khách hàng tự kinh doanh cho thuê. Thì cái này chủ đầu tư cũng có một cái chương trình cam kết tiền thuê là 5%. Nhưng mà cái này thì bạn sẽ phải đặt cọc lại, là vì bạn tự hoàn thiện mà, tự hộ kinh doanh, nên là bạn sẽ phải ở đây có một cái đặt cọc 1% tương ứng giá trị này. Thì chủ đầu tư thanh toán cho bạn như này, ngay, chiết khấu ngay cam kết tiền thuê này. Nhưng mà bạn lộp vào chủ đầu tư trả cái phần này, lãi như này là 7% một năm trên cái số tiền 1% bạn đặt ở đây. Thế và cái option này chỉ có hiệu lực đến ngày 15 tháng 8 thôi. Sau thời gian này không được chọn lựa chọn này nữa, vì cái câu chuyện là chủ đầu tư cũng định hướng đưa cái chỗ Grand World Hà Nội này vào khai thác vận hành càng sớm càng tốt, là được một cái du lịch điểm đến quốc gia. Chúng ta cũng sẽ thấy Vin Wonder ra đây vận hành khai thác, và cả Vincom Zithai nữa, nên là sự đồng bộ của các cái thương hiệu lớn của Vin Group qua đây thì chúng ta sẽ thấy một sự quyết tâm và thần tốc trong cái sự vận hành của khu đô thị này. Cái chương trình hỗ trợ nội thất thì nếu như mà thời gian áp dụng từ mùng 7 đến khi cho thông báo mới, thì cái điểm đặc biệt này khác với giá cái Zumo thì là chúng ta được truyền thông rằng là
chúng ta sẽ được hỗ trợ 1.750.000 tổng diện tích đấy. Nhưng mà cái này thì khi ra chính sách thì chủ đầu tư đưa ra là chỉ có cái diện tích tầng 1 thôi. Thế thì riêng cái option 1-2 này thì chủ đầu tư sẽ đưa cho bạn nhận được gói hoàn thiện nội thất, thì cái này là khi hoàn thiện thì chủ đầu tư hoàn thiện tầng 1 cho các bạn luôn đấy, và chắc cũng đảm bảo những tiến độ. Và còn đâu nếu như cái lựa chọn 3 này thì các bạn xây tầng 1 lên theo những cái tiêu chuẩn và chủ đầu tư nghiệm thu và sẽ thanh toán cho bạn là 1.750.000 trên 1 m² của tầng 1, mét vuông xây dựng này, thì sẽ có những tiêu chuẩn cụ thể cho bạn ra, bạn biết. Thế còn một cái câu chuyện nữa tiếp tục là cái tiến độ thanh toán này, thì sẽ có, mình thấy đây theo đưa ra thì cái thanh toán là 4 lần. Và lần thứ nhất là 12.5%, lần thứ hai 15%, 15%, 15%, và lần cuối là 25%. Và cái ngày này mình để ý mình cộng ra thì đâu đó nó rơi vào cứ 30 ngày một kỳ thanh toán, và đâu đó tổng cái này sẽ là 120 ngày. Đấy, cái phân khúc. Thế điều quan trọng nhất chúng ta sẽ nhìn nhận đây, ở chúng ta chú ý là gì? Chúng ta sẽ lựa chọn cái đầu tiên là cái bài toán tài chính của chúng ta. Cái điều thứ hai đó là vị trí, và điều thứ ba đó là ngành hàng. Đấy, có những các bác thích về kiến trúc của dòng sông Viên của nước Ý, với nơi thời trang đẳng cấp thế giới, và chúng ta cũng sẽ thấy một dòng sông thơ mộng, hoặc cái chúng ta cũng đã từng sống ở cái nước Ý thì chúng ta lại thích thế này, thì chúng ta lựa chọn đấy, nhưng mà sẽ gắn vào bài toán tài chính. Sẽ có một câu chuyện chiết khấu với câu chuyện của các bạn thanh toán 100% vốn tự có, thì chiết khấu thanh toán sớm, chiết khấu dòng tiền và chiết khấu theo phương thức thanh toán. Thế thì cái này cũng có. Và cái hai nữa là người nước ngoài, nếu các bạn sẽ là ký hợp đồng thuê thì cái này bạn tham khảo. Thế còn mình, khi các bạn quyết tâm tìm hiểu đây thì mình sẽ tư vấn chuyên sâu cho các bạn, thậm chí là cái dòng tiền và các thứ sao cho nó tối ưu hóa cái lợi ích của chúng ta. Ở đây chủ đầu tư cái quy hoạch ngành hàng có 3 cái lĩnh vực là ăn uống, dịch vụ và mua sắm. Đây này, mua sắm thì cái màu vàng hiện tại khu này sẽ là mua sắm này. Các ví dụ như các bạn ở Linh Hiệp với một thế mạnh về thời trang thì bạn qua đây, đúng không? Thế nếu như các bạn về các phần dịch vụ như là vé máy bay, các cái văn phòng tour du lịch thì vào đây, homestay các thứ. Thế còn các cái thì ẩm thực thì chưa thấy, chủ đầu tư cũng chưa ra hàng. Hiện tại đang rumor 111 căn này, nhưng mà chúng ta lựa chọn và chúng ta sẽ được tư vấn chuyên sâu. Thế và chúng ta làm sao lựa chọn được những cái vị trí đắc địa này, được những cái chúng ta đầu tư thật sự nó là kết quả. Đầu tư ai cũng mong muốn nó như thế, nó ở một sự nghiên cứu và một sự tư vấn chuyên sâu. Đấy, và mình chia sẻ với các bạn như thế này. Và tóm lại thì nó là cái gì? Và cuối cùng như Lê Huỳnh thì mình hay thường kẻ bảng cái sell ra. Thì có 3 cái option này, đúng không? Option 1 khi nhận hỗ trợ bằng tiền, không nhận khoản hỗ trợ bằng tiền và không nhận khoản hỗ trợ bằng tiền, hai cái này. Thế nhưng mà đồng thời bàn giao lại là khác nhé. Đây chiết khấu 8%, đây chiết khấu 5%, chiết khấu. Đấy, đây cái này sẽ là không nhận nhưng mà khách hàng tự doanh. Mình thích ở cái kiểu này. Thì cái này mình thấy các bạn sẽ chuyên sâu hơn. Thế còn cái hỗ trợ nội thất thì hai cái này thì bạn thì chủ đầu tư sẽ hoàn thiện hết tầng 1 cho bạn. Đấy, còn cái này khách hàng tự hoàn thiện. Thì câu chuyện là mình đã trải qua với bài toán của tổ ấm ăn vui 3 thì mình thấy là nếu mà chúng ta tự làm, chúng ta 5 tầng luôn thì rất là thuận lợi, và đưa được bài toán vận hành dòng tiền vào đây nó rất là hay, đưa được căn của chúng ta. Mình đã gặp rất nhiều người ở đây rồi. Với Vin thì cứ làm chuẩn, làm với một cái tâm thái là kinh doanh nghiêm túc, không trục lợi thì lại sẽ là rất là chuẩn chỉ. Còn cái chính sách cái bảo đảm lãi suất này, khi bạn vay thì chủ đầu tư có ở đây riêng có một chính sách là gì, bảo đảm lãi suất 5%. Đấy, với các ngân hàng cho vay cái này, thời gian vay là 15 năm, ân hạn nợ gốc cũng 30 tháng. Thế cái chặn trên này sẽ là 25 tháng 4 năm 2026 để đưa khu Grand Quân này vào vận hành. Mình nghĩ là 30 tháng sẽ là rất là tuyệt vời rồi. Đấy, đâu đó một câu chuyện một khu đô thị. Và ở đây chúng ta cũng sẽ thấy rằng là gì, rằng là chủ đầu tư hướng tới một khu đô thị đông dân nhất trong thời gian sớm nhất. Đấy, Ocean Park 1, Ocean Park 2 và Ocean Park 3. Thì với cái Grand Quân Hà Nội này, mình đánh giá với câu chuyện của sự kinh doanh bắt tay vào bất động sản dòng tiền, mình thấy là các bạn cần nghiên cứu kỹ càng cái này. Và nếu cần thiết thì các bạn cứ kết bạn mình qua số Zalo 0901156886, qua đây trải nghiệm thì mình sẽ được chia sẻ bằng chính những bài toán này. Thậm chí mình cũng đã kể những bài toán dòng tiền cụ thể để cho các bạn, tư vấn cho các bạn chuẩn chỉ. Đấy, và sự chia sẻ đó là sự chia sẻ chuyên sâu. Thế thì qua với chính sách bán hàng vừa được ban hành và cũng sự bám sát dự án với những hình ảnh, với những câu chuyện chia sẻ cơ hội
đầu tư tổng thể. Hy vọng rằng là chúng ta có những cái thương vụ kết nối đầu tư thật sự là hiệu quả và giải những bài toán tài chính trong vòng 3 năm. Và mình cũng mong muốn lựa chọn và tư vấn cho bạn những cái câu chuyện đầu tư. Nó khác với những cái trước, có khi có những người mua 2-3 căn mua ở vị trí thế này, sau đó lại khai thác dòng tiền chưa hiệu quả. Thì đến đây thì chúng ta hy vọng rằng là cái này mình nghiên cứu, các bạn qua đây nghiên cứu thật chuyên sâu, thì chúng ta cũng sẽ đâu đó chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nếu như tham gia cái này mà chúng ta sau này để lại cho các thế hệ mai sau những vị trí đắc địa, những gian hàng, những ký ốt như chợ Đồng Xuân, hay cái này nó khác hẳn như cho baby chúng ta một quyển sổ tiền gửi, nhưng mà cho một tài sản khai thác dòng tiền, cái này nó là một câu chuyện. Thì rất hy vọng được gặp gỡ các bạn, được chia sẻ chuyên sâu với các bạn để chúng ta thật có một cái hiệu quả đầu tư thật sự hiệu quả trong các năm tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.